Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Khải Toàn nhận xem thường chi phí không rẻ vì khá chọn lọc gia chủ. Vì nhiều lý do khác nhau, trong đó người cần cải biến vận mệnh phải có ý niệm tự lực và tin vào nhân quả. Gieo hạt gì mai sau sẽ có quả ấy. Video này không chỉ hướng dẫn tìm ra dụng thần cho tuổi Ất Sửu, Khải Toàn đề cập thêm về mệnh phát tài, mệnh giàu có và người biết ban phát. Về tuổi Đại Kỵ với tuổi Ất Sửu, năm này là năm hung, hoặc là cưới người này sẽ tán gia bại sản. Tại sinh đứa con này mà làm ăn lên hay sinh đứa con này mà làm ăn xuống, tất cả hoàn toàn là tà kiến, là những suy nghĩ mang tính lệch lạc. Người mang nặng suy nghĩ như vậy, đừng nói đến vận tốt, tâm trí của họ không thể nào được an. Tâm không an làm sao có được phong thủy tốt. Vì tâm lý an lạc là một loại phong thủy tốt nhất. Chỉnh thể phong thủy nhà hay phong thủy shop giúp gia tăng cơ hội về tài lộc. Xem mệnh cải vận giúp gia tăng may mắn và giảm đi vận xấu. Các bạn lưu ý, có tăng có giảm, không thể nào chuyển đen thành trắng, vì phong thủy không thay đổi được luật nhân quả. Không phải ai tuổi Ất Sửu cũng đều như nhau. Hôm nay Khải Toàn xin nêu vài vị gia chủ có mật mã phát tài, cũng như hướng dẫn các bạn tìm xem mệnh của mình có tài khố hay không. Hướng dẫn tìm ra dụng thần theo mệnh khuyết nhằm cải biến vận mệnh. Khi chọn nhà ở hoặc là chọn nơi kinh doanh, tuổi Ất Sửu không nên chọn tại cung thân, tức là góc 232 cho đến 248 độ Tây Nam, sẽ phạm phải vong thần, chủ về kiện tụng thị phi, trừ khi bạn hành nghề luật sư mới có thể chọn nhà ở cửa hướng này. Tuổi Ất Sửu tam tai vào các năm Hợi Tý Sửu, hạn Thái Tuế vào các năm Sửu Mùi Ngọ Thìn Tuất. Các bạn không nên lưu tâm đến các sao hạn trên, nhằm hạn chế dung nạp những tư tưởng tiêu cực vào tâm trí của chính mình nếu muốn có vận tốt. Một năm 12 tháng, một chu kỳ 12 năm, ngày có sáng tối, đời người lúc lên lúc xuống là lẽ thường. Vận hạn tốt phụ thuộc lớn vào yếu tố tâm lý. Các bạn có thể xem thêm video trong kênh nói về ý niệm tự lực. Người nghĩ mình làm được, tin vào bản thân mình là điều rất quan trọng. Vì khi có tâm lý an lạc, có tâm lý lạc quan thì có thể ứng dụng phong thủy tốt nhất. Nói cách khác, khi bạn tin tưởng vào vị bác sĩ, bạn sẽ cố gắng uống thuốc đều đặn, kiêng cữ thức ăn không tổn hại đến cơ thể, thì sẽ mau khỏi bệnh hơn. Mệnh của bạn có sẵn tài khố, sẽ dễ kiếm tiền, dù bạn làm chơi hay làm thiệt cũng có thể kiếm được tiền. Hoặc khi nào bạn phát đạt, điều này có thể thấy được trong sinh thần bát tự của bạn. Mệnh là gốc, mỗi giai đoạn tốt xấu khác nhau được gọi là đại vận. Bàn về vận hạn tuổi Ất Sửu, đối với nữ nhóm có vận tốt là 1, 3, 4, 9 và 10. Nhóm có vận không tốt 2, 5, 8 và 11. Đối với mệnh nam, nhóm có vận tốt là 1, 6, 9, 10. Nhóm có vận không tốt là 4, 7, 11 và 12. Những ai sinh mệnh ngày sinh thuộc giáp thuộc mộc, là có sẵn cung chính tài, là một mật mã dễ kiếm tiền và dễ phát tài. Về tình cảm, nhóm 11 và nhóm 12 của mệnh nữ đa phần tình cảm trắc trở. Mệnh nam nhóm 5 và nhóm 11 có thể là nhóm có thời vận kém nhất của tuổi Ất Sửu trong giai đoạn này. Vì vậy, tuy khác tháng sinh thôi, đã có vận khác. Khác ngày giờ sinh còn khác rất nhiều. Các bạn xem theo nhóm sinh của mình theo từng phần sau. Ất Sửu có một số cá tính khó có thể nhầm lẫn: lầm lì, trầm tính, cọc tính, chịu đựng rất giỏi. Muốn đạt được việc gì đó họ phải nỗ lực rất nhiều. Sửu được xem là kim khố, là một trong tứ khố thường đại diện cho tích trữ, đại diện cho đất đai nhà cửa.
Mệnh của bạn không có tài phú, không có điền trạch thì dù có giành giật, có tranh đoạt cũng không thể nào có được. Vì vậy, mệnh giàu sang hay mệnh nghèo khó là do cái nhân từ đời trước. Mệnh có tài phú là do biết tu pháp bố thí, đời này bạn làm gì cũng có thể kiếm được tiền. Khải Toàn sẽ tiết lộ nhóm người tuổi Ất Sửu giàu có trong hàng ngàn lá số đã tra. Ví dụ 1, mệnh nam sinh ngày 12 tháng 9 năm 85 lúc 2 giờ, sinh ngày Giáp thuộc Mộc Dương, cung chính tài là cung Thổ Âm. Mệnh này có 4 trụ Thổ Âm và 2 trụ Thổ Dương, có cả chính tài và thiên tài, nguồn tài vô cùng dồi dào. Sau 32 tuổi, hành 40 năm đại vận đều có thổ. Thực tế cho thấy anh gia chủ này là một người có sự hậu thuẫn lớn từ gia đình. Bản thân anh ta không vì thế mà ỷ lại, luôn nỗ lực để gây dựng sự nghiệp riêng của mình. Cung tài mạnh, cung thổ dày, lá số có cả mật mã lộc thần, là một mật mã dễ phát tài, tức sinh ngày Giáp có chữ Dần. Trụ tháng sinh là thân kim, đại diện cho người sẽ có được chức vị quyền thế. Những người sinh mệnh ngày tính dương, tướng mạo thường từ trung đến cao sẽ dễ hành vận hơn. Ngoài ra, để biết mệnh có lòng hào hiệp bao dung hay không, có lòng giúp người hay không, phải xem cung thiên tài, vượng hay là không. Và người có nhiều thổ cũng đại diện cho người ban phát và tích trữ. Ví dụ 2, mệnh nữ sinh ngày 7 tháng 11 năm 85 lúc 6 giờ. Mệnh này sinh ngày canh kim, canh thuộc kim, cung tài lộc là mộc âm, tức là chữ Ất Mộc. Mệnh có 3 cung chính tài, sau 30 tuổi hành 2 đại vận đều có mộc là vận có tài. Mệnh nữ này có thổ rất dày, trong đó Tuất và Sửu là 2 trong tứ khố. Sau 50 hành thêm vận Thìn là tam khố, tức là 3 khố. Thìn là thủy khố, mệnh này cần thủy, được xem là giai đoạn cát lợi. Cô gia chủ này ở Hà Nội là người rất đáng mến. Các bạn theo hướng dẫn lấy lá số biết mệnh ngày sinh của mình, tìm theo mũi tên đối xung sẽ có cung tài. Nhìn vào lá số của mình xem có nhiều màu trùng với cung tài hay không. Đây là một trong nhiều cách tìm ra mệnh có tài phú. Dù mệnh của bạn có tài phú hay không, thọ mạng dài ngắn ra sao, nếu chịu khó tu tập, chịu khó bố thí tiền, bố thí lời nói, bố thí lòng yêu thương, thì vẫn có thể chuyển hóa được nghiệp lực, chuyển xấu thành chung, chuyển tốt sang tốt hơn, trừ khi chính bản thân của bạn không chịu bồi đắp phước huệ này. Các bạn nên biết, học cải vận cũng giống như học nghề hay những môn học khác trong cuộc sống, cần một thời gian tinh tấn để chuyển xấu thành tốt. Ví dụ bạn trồng cây, bạn cũng cần chăm sóc, cần thời gian để chúng lớn lên. Phong thủy tốt đơn giản, tính ra vô cùng đơn giản. Chỉ cần trong gia đình của bạn hòa thuận, có lòng thông cảm, nhiều tiếng cười thì bạn đang sống trong một ngôi nhà có phong thủy tốt. Bạn muốn tích phước bội đức, hãy bố thí. Muốn khai ngộ, hãy nghe pháp và hành thiền. Video này chia thành 3 phần chính. Phần đầu nói về tính cách tình cảm của tuổi Ất Sửu. Phần 2 xét theo 12 tháng sinh. Phần 3 hướng dẫn ứng dụng mệnh khuyết theo từng ngũ hành, diễn giải về mệnh ngày sinh, cũng như hướng dẫn cách lấy lá số và cách tìm đại vận. Nội dung chỉ dẫn các bạn tìm ra dụng thần mệnh khuyết theo bát tự tứ trụ. Mệnh khuyết hay dụng thần là gì? Mời các bạn vào website hoặc tìm Google để tìm hiểu thêm. Hãy để lại bình luận, để lại lời nhắn câu hỏi rõ ràng về ngày sinh dương lịch của mình. Đủ duyên, Khải Toàn sẽ hồi đáp. Bạn chưa tin vào phong thủy? Không sao cả. Bạn ngại bỏ tiền ra để xem phong thủy? Cũng không sao cả. Bạn có thể tự tìm hiểu từ nhiều nguồn, từ YouTube, tự nghiên cứu từ sách báo, kiên trì ứng dụng theo sẽ có kết quả tích cực. Vâng, sự kiên trì vô cùng quan trọng. Bạn muốn thay đổi vận mệnh nhưng lại thiếu lòng kiên nhẫn, chẳng khác nào muốn ăn mà không chịu lăn vào bếp. Không đủ kiên nhẫn thì càng không nên xem video này,
dù bạn là người có cơ duyên bắt gặp video này. Các bạn nên biết, không có chuyện vận dụng phong thủy là phát tài ngay, càng không có việc đem một món trang sức nào đó là phát tài ngay được. Nếu vận dụng đúng thì mỗi ngày bạn tích góp một ít điều tốt lành. Giả dụ mỗi ngày bạn bỏ ống heo vài trăm ngàn, phải một thời gian sau con heo mới mập ú được. Thầy phong thủy hay ai đó cam đoan với bạn có cách để phát tài nhanh. Hãy làm theo đi, rất là hay. Đó là cách của tà ma. Tà là nghiêng là lệch. Họ có tiểu thần thông từ linh giới, có thể mách bảo cho bạn những việc ở tương lai gần. Nhưng các bạn nên biết, cái gì bộc phát làm sao mà bền lâu, hậu quả thì rất khó lường. Những thầy phong thủy chân thiện, họ cho bạn phương pháp, cũng như thần Phật Chúa Trời cho bạn tâm lực. Việc của bạn là phải nỗ lực phấn đấu không ngừng, cố gắng nhiều thu hoạch nhiều, cố gắng ít thu hoạch ít là điều không cãi bàn. Tuy nhiên, bạn phải là người có phước phần mới có thể đón nhận được những điều tốt lành từ người khác. Bạn không đủ phước phần thì dù có thần Phật Chúa Trời tới độ bạn, bạn cũng không hề tin. Dù thầy phong thủy giỏi cỡ nào cũng không thể giúp được bạn vì bạn không đủ phước. Giả dụ khi bạn bệnh, miệng bạn rất nhạt, ai đó có mang bao nhiêu đồ bổ, bao nhiêu thức ăn đến cũng không thể nào cảm nhận được mùi vị của những món ngon này. Vì thế, sống thiện lành, giúp đỡ chúng sinh, không tham sân si mạn nghi là cách tốt nhất để bồi đắp phước duyên. Cầm tinh con trâu là một trong tứ khố. Tứ khố bao gồm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Họ có tính cần cù, bao dung và ban phát, thường rất chịu khó, nhẫn nại vượt gian khổ. Vì vậy, họ thường đạt được những mục tiêu cuộc đời mà họ đã đặt ra, nhưng vô cùng vất vả. Tuổi Sửu đa phần thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Cầm tinh con trâu có những đặc tính lầm lì, làm việc siêng năng chăm chỉ, luôn cần cù và chịu khó. Họ âm thầm đặt ra mục tiêu và cố gắng hết sức để đạt được, thậm chí họ khá cầu toàn. Họ muốn mọi thứ thật hoàn hảo, luôn ép mình vào cố gắng nhất có thể để hoàn thành được mục tiêu họ đã đề ra. Cuộc đời ai cũng nhiều thăng trầm, không riêng gì tuổi Ất Sửu. Nhưng nói riêng những người cầm tinh con trâu, mức độ thăng trầm của họ có vẻ cao hơn những con giáp khác. Khó khi nào được thảnh thơi để thực hiện những sở thích riêng của chính mình. Ất Sửu là những người lầm lì, trầm tính, sự nhẫn nhịn của họ là một đức tính rất tuyệt vời. Nếu nóng tính là bản năng thì nhẫn nhịn là bản lĩnh. Họ đạt được sự nhẫn nhịn ở một cấp độ cao hơn những con giáp khác. Nhẫn nhịn giỏi, biết nhường nhịn người khác, đối nhân xử thế khéo, bao dung nhân ái và hiếu thuận là những đặc tính nổi bật của đa phần người tuổi Ất Sửu. Vì vậy trong cuộc đời của họ, không nhiều người đố kỵ và dễ có quý nhân. Mọi người thường nghĩ rằng mang phận con trâu sẽ cơ cực. Thực tế không phải vậy. Trong nhiều gia chủ khải toàn, có những mệnh cầm tinh con trâu nhưng vô cùng thông minh tài giỏi và cả giàu có. Vì năm sinh chỉ là 2 trong 8 ô yếu tố của sinh thần bát tự. Trong tình cảm, họ là những người bên ngoài e dè, bên trong mãnh liệt. Họ là những người có trái tim đa sầu đa cảm, dễ xúc động trước những lời ngon ngọt, vì thế họ dễ bị dụ. Chính vì sự e dè thổ lộ tình cảm nên thường vụt mất cơ hội trong tình yêu. Tuy nhiên, đây có thể là được xem là điều may mắn vì chánh chọn sai người. Nếu các bạn muốn tìm hiểu tuổi hợp để kết duyên, tuổi hợp để vợ chồng lấy nhau của tuổi Ất Sửu, chỉ nên tham khảo vợ chồng là nghiệp duyên, có né đằng này cũng sẽ gặp đằng khác để trả nợ, người nợ ta thì tự tìm ta kết duyên để trả nợ. Vì vậy chuyện vợ chồng con cái nên thuận duyên. Ất Sửu là những người có nghị lực kiên cường nên thành công của họ đạt được dựa trên sự chăm chỉ là chính.
kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân rất lớn. Hơn nữa tuổi Ất Sửu, lập trường riêng của mình không ai dễ dàng thay đổi được tác động hoặc là tác động được ý kiến của họ. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu, họ rất kiên trì. Khi phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, họ có sức chịu đựng rất cao, sự chịu đựng kỳ diệu mà con giáp khác khó có thể có được. Khuyết điểm lớn nhất của họ thường là thiếu quyết đoán. Tuổi Ất Sửu thường vụt mất nhiều cơ hội. Họ cần phải chăm chỉ, nỗ lực hơn, học hỏi và cố gắng thật nhiều để đạt được sự thành công.